Dạ rồi, em Thiện Đỉnh xin kính chào quý bà con mình nha. Thì hôm nay thì ngày 17 tháng 4 năm 2023 thì em đang ở có mặt tại khu Tân Quế anh. Tân Quế Tân Hưng, Thốt Nốt Cần Thơ. Em đang cắt cái vườn của hai anh em là cỡ bữa nay thì bẻ thì khoảng 3 tấn rưỡi nha bà con. Rồi thì em sẽ quay cho bà con mình xem cái hàng như thế nào nha. Rồi thì hôm nay thì cái vườn của anh cũng khá là già rồi bà con, khá là già ha, lá già hết rồi. Thì em sẽ, đây là cái vườn ha, đó, ở ngoài kia là một cái vườn nữa ha. Em né không quay chúng anh thôi. Rồi cái đây là cái khung cảnh ha, em quay cho bà con mình xem. Bữa nay thì đi hàng hơi nhiều, 3 tấn rưỡi à. Cái đây là trong đây là cái khu vực vườn, thì người ta sẽ bẻ người ta vô đây ha, ở đây trong cái bóng xoài cho nó mát ha. Em sẽ quay cho bà con mình xem cái mặt hàng hôm nay như thế nào. Để thì em thì nói chung là hôm nay thì tiếp tục đi bay ha, đi hàng bay cũng có đi hàng xe. Hàng xe thì xe Hà Nội thì em đi ngày nào cũng đi, và hàng bay thì hôm qua đi một chuyến hàng bay rồi, bữa nay thì cũng tiếp tục ha. Nói chung là mặt hàng trái hôm nay thì nó cũng, mình nhìn nó cũng khá ok nha bà con, khá ok. Cái mã trái của cái vườn này á, thì nó cũng là do là cái túi bao bọc nên nó không có được trắng như cái vườn hôm qua. Vườn hôm qua là nó trắng tư luôn á. Thì so với cái bao bọc với cái bao 2068 á, thì cái 2068 nó sẽ trắng hơn. Cái da của nó rất là trắng. Da này thì nó vàng, kiểu như nó không có trắng bóc như cái hàng túi bao 2068 à. Nói chung cũng đẹp đó bà con, rất là đẹp. Đó, cái này là người em làm. Thì em nhận sỉ đi hàng xe, sỉ lẻ hàng Hà Nội ha.